Mới đây, mạng cộng đồng đang truyền tay nhau loạt ảnh một cậu bé người Trung Quốc. Điều đáng nói bức ảnh vẫn rất chi là bình thường nếu chưa biết rõ câu chuyện phía sau. Theo một tài khoản Weibo đăng tải, cậu bé này liên tiếp đến lớp về muộn. Chính vì như thế bố mẹ cậu bé đã đi theo sau một trong các buổi học để xem cậu ta làm cái gì thì bất ngờ thấy con trai mình đang ngồi xổm, nở niềm vui tươi rói, tay thì không chấm dứt vuốt ve, cưng nựng chú mèo bé dại bị xích bên trên đường phố. Hành động quá đáng yêu của cậu bé. Ảnh Diệp lưu các Weibo. Lý do đến lớp về muộn chính đại quang minh quá, bạn Nguyễn Ngô nói. Không biết nên khen tị với chú mèo chơi cùng tiểu soái ca hay khen tị với tiểu soái ca gì chơi với mèo ta. L. Bờ cho biết. Ngày xưa mình cũng hay la cà mỗi lần tan học lắm, tư mà toàn đi chơi với anh em thôi chứ chưa bao giờ đi chơi với chú mèo bao giờ cả, bạn M. A cho hay.